Bạn quay lại với kênh YouTube của mình và hôm nay trên tay mình đây có nhận được chiếc Oppo A39. Mình tình trạng này vừa nhận được của khách nhé. Đây các bạn nhé. Đây khách cho vào mình cũng bật khẩu luôn đây. Oppo này của một em gái là rất là xinh các bạn nhé. Đấy. Của một em gái rất là xinh. Và tình trạng này chả biết chị hay là mẹ đây nhưng mà con nó chị hay là mẹ đây nhưng mà rất là cao hơn, chắc nếu mẹ chắc là cao hơn cả mẹ rất nhiều này. Cả rất là xinh. Và hôm nay thì mình có nhận tình trạng là bị bể màn hình nhé. Và hôm nay thì mình sẽ làm video như là thay lại kính chiếc Oppo A39 này. Và bây giờ mình sẽ thay hành con này thì ốc ép chắc cũng ép một hai lần thì sao, ốc ép chả thấy đâu. Mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, sắp like kênh, bật chuông thông báo và những video gì mới nhất ấy, thì các bạn đã ủng hộ cho mình. Con này chắc cũng khách ép kính nhá. Thì mình không cần kể tháo các cái lồng này làm gì cho. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là tách kính ra. Tách kính ra khỏi khung màn hình cho các bạn xem. Đấy. Như vậy thì quá trình coi như là ép kính chiếc Oppo A39 mình đã ok nhá các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp ráp vào. Và mình sẽ bôi keo ở đây. Con này nó sạch sẽ lắm rồi này các bạn. Mình đã dọn sạch sẽ lắm rồi. Mà con này thì viền con này vỡ hết rồi các bạn. Viền này cũng xấu hết rồi. Viền vỡ như này thì rất hay bị bể kính các bạn nhé. Mình rơi cạnh xuống là bị bể. Nhưng mà phải thay cái viền này thì lại đắt. Lắp vào nó rất tỉ mỉ. Các bạn nhìn xem mình làm này, nói chung là cũng không dễ đâu các bạn ạ. Rất là khoai đấy. Làm nghề các bạn là muốn ngập nghề điện thoại, các bạn phải kiên trì. Nói chung là quần cù bù thông minh. Như kiểu vậy. Nhưng không phải là thích ra làm ông tướng, bà tướng. Mình ngày trước đi học nghề còn bị chửi sấp mặt ra các bạn. Sung sướng gì đâu mà muốn được nghề thì phải còn biến chửi quá nhiều luôn.
Ở đây thì là chỉ không có cái lồng ở đây. Cái máy này đang bị thiếu lồng ở đây. Trước thợ nói kính chắc là bỏ mất. Bỏ mất một lồng ở khách. Nhưng mà thôi cũng không sao. Mình sẽ cho một ốc vào đây. Đấy, như vậy thì mình đã tiến hành ép xong rồi. Bây giờ mình sẽ tăng nắp cái nắp này vào. Bật nguồn lên. Như vậy là ok nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành quần chun vào. Đấy, như vậy ok nhé. Đấy, một cô gái rất là xinh, duyên dáng. Mình vừa xin được Facebook xong. Nói vui thì thôi, nhưng mình ít khi xin Facebook khách lắm. Đấy, các bạn thấy video của mình hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo của những video về mua bán điện thoại, về sửa chữa mới nhất thì các bạn lên xem ủng hộ mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.